Chào tất cả mọi người một ngày nữa nha. Bếp trai kỳ duyên hôm nay mình sẽ làm một món ăn tráng miệng cho vui thôi. Đây là món chuối. Chuối này là chuối già mà nó sống nha mọi người. Mình gọt vỏ. Gọt vỏ xong thì mình sắc mỏng ra như thế này. Món này là để mình ăn giả thôi hay là ngày Tết gì đó. Mình làm để đãi bạn bè, người thân của mình. Chuối già sống mình lột vỏ ra xong mình sắc mỏng như thế này. Rồi, mình sắc mỏng chuối ra như thế này nha. Xong thì mình chỉ ướp một hạt nêm thôi. Rất là đơn giản, dễ làm lắm. Hạt nêm mình ướp xong thì mình xóc lên cho nó đều. Rồi mình sẽ cho một cái chảo dầu nóng nha. Cho dầu thật là nóng vô. Mấy chiếc chuối già mà nó sống mình muốn luộc để ăn đấy nha các bạn. Mình luộc chuối để ăn, nó là chuối sống. Chuối sống thì là cái món cũng luộc rồi mình ăn rất là ngon. Rồi chảo nóng rồi mình cho chuối vô nha. Hạt nêm nó đều rồi, bây giờ mình bắt đầu chiên. Cái này là của mình là 5 trái chuối, mình sẽ chia ra làm 2 mẻ. Đây cũng là một món ăn đơn giản nhưng mà cũng ngon. Buổi trưa thỉnh thoảng mình lấy ra mình ăn, để ăn trưa, đãi khách cũng được. Có một loại chuối thì ngào đường, có một loại chuối thì mình sẽ ướp hạt nêm mỏng mỏng mình chiên ăn. Chỉ là ăn chơi thôi. Rồi bây giờ mình chỉ đợi cho nó vàng thôi nha. Đợi vàng con trở bề. Mình trở bề chuối lại nha. Chuối rất là trắng là ngon nè.
nhìn rất là hấp dẫn. Dễ, giòn lắm, bảo đảm là quá giòn luôn. Chưa, rất là giòn luôn. Giòn tuyệt đối luôn, quá ngon. Sẽ lấy cái giá có lỗ mình vớt ra cho nó dễ ráo dầu. Xào chuối của mình rất là ngon, rất là tuyệt luôn. Một món ăn giả rất là đơn giản, dễ làm và ngon, có dinh dưỡng nhiều nữa. Cái món chuối này rất là ngon tuyệt nha mọi người. Dễ làm lắm, nhanh gọn. Chúc mọi người ngon miệng nha. Mình đã hoàn thành một dĩa chuối, chuối già sống. Mình bào ra rồi xong mình ướp hạt nêm và chiên. Rất là đơn giản vậy thôi nhưng mà rất là ngon tuyệt. Mời mọi người cùng thưởng thức nha. Chúc mọi người một ngày an lành, hạnh phúc, hòa bình thế giới, chúng sanh an lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.